mến, và ngay sau đây sẽ cùng nhau đón chào một màn biểu diễn mở màn vô cùng đặc sắc và thú vị. Chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng nhau chào đón tiết mục mở màn 4 lần. Xin mời quý vị cùng nhau thưởng thức. Hình như là các bạn học sinh của ngôi trường Trung học cơ sở Minh Hà vỗ tay hơi nhỏ. Mời chào vỗ tay lớn lên được không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hai chị em chúng tôi đã cùng nhau xuất hiện tại ngôi trường Trung học cơ sở Minh Hà trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn đã thấy chưa? Thấy chưa? Hãy cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón hai chú lươn. Chúng ta đã cùng nhau quàng mát và sửa ấm cũng như sửa tặng rất nhiều những phần quà cho những bạn học sinh thân yêu của hội trường Trung học cơ sở Minh Hà. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, tương truyền rằng là chú lân màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, chú lân màu vàng tượng trưng cho sự tài lộc. Ngày hôm nay hai chú lân màu vàng và màu đỏ đang cùng hiện diện và có mặt tại ngôi trường Trung học cơ sở Minh Hà để cùng nhau gửi tặng thật nhiều những điều may mắn và tài lộc để cùng gửi tặng tất cả quý vị và các bạn học sinh. Đặc biệt hơn cả trong buổi sáng ngày hôm nay thì chú lân sẽ có biểu diễn những phần biểu diễn vô cùng đặc sắc. Ngoài ra gửi tặng vô vàn những phần quà siêu to siêu khổng lồ sẽ gửi tặng cho các bạn học sinh ở phía dưới. Và bao nhiêu bạn mới nhận được quà từ lân xin mời giơ tay cao. Chúng ta xin được bật mí là hai chú lân đang giấu những phần quà ở chân sau của mình nhá. Ở chân sau ạ. Hãy ngồi xuống. Và hai chân sau chú lân đang giấu rất nhiều những phần quà sẽ gửi tặng cho các bạn. Và tương truyền rằng nếu như được vuốt ve những chú lân vào mỗi dịp đầu xuân năm mới để cùng nhau nhận lại thật nhiều những điều hạnh phúc may mắn cho bản thân và người thân của mình. Và sau khi đoàn biểu diễn xong thì mời hai chú lân sẽ tiến lại gần hơn với khu vực đại biểu và các bạn học sinh để các bạn được vuốt ve thật nhẹ nhàng, nhận lại cho mình thật là nhiều những điều may mắn và hạnh phúc trong thời gian tới. Trong tâm linh người Việt Nam chúng ta, được tay một tay Thái Thượng Lão Quân nuôi dạy, chú lân màu đỏ đang có số tuổi là 4.730 tuổi. Chú lân màu vàng thì già hơn một xíu, được 4.805 tuổi. Và hôm nay thì hai chú lân đến đây không chỉ mang lại những phần quà sự may mắn, mà còn đó là màn trình diễn biểu diễn, một màn solo thể hiện được tài năng của mình. Và bao nhiêu các bạn học sinh của ngôi trường Trung học cơ sở Minh Hà yêu thích chú lân màu đỏ xin mời giơ tay ạ. Vì thế ạ, bao nhiêu bạn yêu thích chú lân màu vàng giơ tay ạ. Thì ai ở xe trung lập yêu thích cả hai chú lân xin mời thành một tràng vỗ tay thật lớn không ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vừa rồi thì hai chú lân đã truyền tín hiệu đến tôi và bảo rằng là rất cảm ơn những tràng vỗ tay thật lớn với các bạn. Tình cảm xin yêu thương của bạn học sinh của ngôi trường Trung học cơ sở Minh Hà đã gửi tình cảm đến hai chú lân. Và bây giờ ở phía dưới bất được nhận quà thì sao ạ? Hãy giơ tay qua đây để chú lân nhìn thấy ạ. Các bạn thứ 8, thứ 9 ở phía dưới chú lân ơi. Thank you.
Dậy chưa? Dậy mau!
我会做三万字的 solo 和阿朱伦，不尽头极顶。哇哦！放过旋律指导，阿朱伦带我到神话，我要跳又痛又扭扭，我不要变又衰掉，情人变假，只要笑，来定我站起来，做慢摇，绝对快乐。Trường chuộc sở Minh Hà trong buổi sáng ngày hôm nay. Thank you.